Gần đây, đoạn video cậu bé 3 tuổi tỉnh An Huy, Trung Quốc sau khi bị ngã đã hét vào màn hình camera giám sát nhờ cha đỡ dậy, khiến hàng triệu người xúc động khi theo dõi câu chuyện. Mặc dù té ngã, nhưng cậu bé không khóc. Thay vào đó, bé nhanh chóng tự mình đứng dậy rồi tiếp tục nói chuyện với cha. Câu nói "con nhớ cha" của cậu bé khiến người cha cho biết không thể cầm được nước mắt và cảm thấy thương con mình già diết. Theo SCMP, cha của cậu bé đang làm việc ở Hàng Châu. Do công việc bận rộn nên mỗi năm chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán. Anh chia sẻ, mỗi lúc nhớ con đều thường giao tiếp với con qua camera giám sát. Sau khi xem video và nghe được tâm sự của con trai, anh càng có thêm động lực cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa với mong muốn cho con có một tương lai tốt đẹp. Câu chuyện của hai cha con đã nhận được rất nhiều lời động viên của mọi người. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự xúc động và cũng không quên dành lời chúc tốt đẹp, mong cho hai cha con sớm ngày đoàn tụ.